Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Minh Tú cùng dàn sao Việt diện trang phục giản dị, tích cực phân phát thực phẩm tại siêu thị không đồng. Ca sĩ Ali Hoàng Dương Orange và siêu mẫu Minh Tú mặc trang phục giản dị, tích cực vận chuyển, đóng gói và phân phát thực phẩm tại một siêu thị không đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 8, ca sĩ Ali Hoàng Dương Orange và siêu mẫu Minh Tú đã có mặt tại siêu thị không đồng của Nova Group, điểm tập kết quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ba gương mặt quen thuộc của làng giải trí tham gia công việc tình nguyện, đóng gói và phân phát thực phẩm tới tuyến đầu chống dịch, các gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như khu vực bị phong tỏa vì có ca nhiễm. Quán quân The Voice 2017 là người có mặt sớm nhất. Minh Tú đã đồng hành cùng siêu thị không đồng từ những ngày đầu. Nữ siêu mẫu chuẩn bị trang phục, kính bảo hộ đúng quy định trước khi bắt đầu công việc. Cô bọc trứng bằng màng thực phẩm để chống xô lệch và đập và sắp xếp các món thực phẩm thiết yếu thành từng gói. Tôi thấy lời kêu gọi tìm kiếm tình nguyện viên của ban tổ chức nên chủ động đăng ký tham gia. Trước đó, chung cư nơi tôi ở có ca F0 nhưng may mắn tình hình đã ổn định nên có thể tham gia chương trình. Cô chia sẻ. Chia sẻ về lý do tham gia hoạt động, Ali Hoàng Dương cho biết anh mong muốn đóng góp sức lực, hỗ trợ tổ chức từ thiện để gửi thực phẩm tới các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch cũng như người dân đang gặp khó khăn trong giai đoạn thành phố siết chặt hình thức giãn cách xã hội. Để được tham gia chương trình hỗ trợ thực phẩm, các nghệ sĩ phải xin giấy phép đi đường do chính quyền cấp. Giấy tờ đi lại rất quan trọng vì phải đăng ký và chờ đợi. Riêng bản thân tôi phải tự xét nghiệm tại nhà, có kết quả âm tính mới có thể tham gia chương trình, Ali Hoàng Dương cho biết. Chia sẻ cảm nghĩ về công việc tình nguyện ngày 26 tháng 8, Ali Hoàng Dương nói, trước đây tôi thường hát để phục vụ khán giả khi mọi người cần niềm vui hoặc san sẻ nỗi buồn. Bây giờ, tôi muốn dùng sức lao động của mình để đóng góp một chút tâm sức, mong người dân thành phố đủ ăn, đủ năng lượng vượt qua đại dịch. Ngày xưa tôi cũng hay phụ gia đình đóng hàng gia công, nên việc đóng gói hàng loạt thế này không có gì khó, mà trái lại còn rất vui. Orange tâm sự, cô cho biết bản thân sẽ tiếp tục tham gia các buổi tình nguyện khác. Siêu mẫu Minh Tú tự tay mang các phần quà và thực phẩm thiết yếu tới khu vực phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Phần quà hỗ trợ là sự san sẻ để người dân cùng đất nước quyết tâm chống dịch. Việc làm nhỏ trong thời điểm chúng ta cần động viên, san sẻ và giúp đỡ khi khó khăn sẽ trở thành giá trị trường tồn về tinh thần, tương thân tương ái của người Việt, Minh Tú nói. Ali Hoàng Dương và Orange cùng đi phát quà tại Bùi Viện và một số địa điểm. Nhóm nghệ sĩ tuân thủ quy tắc 5K, luôn đeo khẩu trang và găng tay khi đóng gói, mặc trang phục bảo hộ khi ra đường. Chúng tôi cũng liên tục rửa tay bằng nước sát khuẩn để phòng ngừa virus, nam ca sĩ 25 tuổi cho biết. Tại khu vực hẻm được phong tỏa, Orange chỉ đặt các thùng hàng trên mặt bàn để người đại diện khu dân phố ra nhận hàng. Nữ ca sĩ tuân thủ quy tắc, không tiếp xúc trực tiếp với những người có nguy cơ nhiễm bệnh. Đứng tại khu vực giao đồ cho hẻm dân cư bị phong tỏa, Orange cho biết, lúc đưa được những phần quà này đến người dân, tôi vừa hạnh phúc và cũng xót xa. Vì tận mắt thấy được sự khổ cực trên gương mặt những người dân ở khu phong tỏa. Họ thiếu thốn những món đồ, nhu yếu phẩm cần thiết nhất. Vậy nên có thể giúp đỡ và bù đắp cho họ dù là chỉ một phần nhỏ thôi, cũng làm tôi thấy nhẹ lòng đi nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.